Rồi hôm nay là có một cái anh ở trên cái hội sửa xe thì ảnh có chia sẻ cái vấn đề mà ảnh là một chiếc xe Grandi Yamaha xe tay ga anh em, thì cái dòng sạc không vô đó. Thí dụ như là ảnh đo ra ổng đo bình 13 V mấy 14 V luôn, là có nghĩa là dòng sạc vô đó. Thì khi mà ảnh để cho nó nóng máy một chút á, anh chạy một chút nữa thì anh nó nổ máy tại chỗ một chút, thì anh đo lại nó còn có 12,8 V mà nó không vô nữa. Đó thì cái ban bệnh này vô cùng đơn giản luôn. Thì anh em coi là thì mình cho anh em coi cái tiêu đề này thì là của cái anh này, anh là Đại gì nè. Mình quên rồi. Thì anh em coi lại đi là chiếc xe đó của ảnh làm luôn. Thì anh em có coi cái qua lăng là anh em là với lại cái câu trả lời của ảnh là anh em biết rồi. Nhưng mà mình chia sẻ thêm cho anh em thôi, với lại những cái phần bình luận của những cái anh em đó. Thì mình vẫn còn là giãn cách xã hội ở nhà, thì nếu mà có cái thời gian là mình sẽ lên clip để cho anh em, là những anh em mà đi xe nào thì anh em có thể là theo dõi để có thể là chăm sóc chiếc xe của mình tốt ha. À, như vậy thôi chứ sao giờ biết nói gì giờ. Rồi đó, thì bây giờ anh em coi banh bệnh rồi mình nói sơ nha, mình cái này mình cũng có nói rồi. Là chuyện là có nói rồi, nhưng mà bây giờ là mấy anh này mới gặp cái trường hợp này thôi, chắc anh cũng có bị giật á, rồi sao anh mới phát hiện ra được. Thì cái banh bệnh này rất là đơn giản rồi, nó liên quan đến là cái dòng sạc, thì nó liên quan đến nè cục sạc nè, mâm lửa nè, khoa lăng nè, rồi rò rỉ điện ở phần nếu mà ấy là đường dây điện hay là những cái thiết bị tiêu thụ thôi. Đây cái phần cung cấp nè, là như là cái phần mà giống như ngân hàng đó, là chuyển tiền vô này, là dạng mà để nạp điện cho cái cục sạc. Cái cục sạc giống như ngân hàng vậy đó, bắt đầu mới đưa tiền ra, thì giống như là đưa cái điện ắc quy ra. Thì nếu mà bị yếu á, là nó bị yếu, như là một là cái máy phát là do cái bộ phận cấp tiền cho ngân hàng đó, còn ngân hàng là cái cục sạc, mà thí dụ thôi, ngân hàng là cái cục sạc, thì cái cục sạc mà nó yếu nó bị hư thì nó không có phát tiền ra được. Đó, đường dây với lại tải tiêu thụ của trên chiếc xe Grandi này đó, là mình thí dụ như là cái mà ngân hàng mà ban phát ra để đủ hay không, thì mình thí dụ vui vậy thôi, thì nó hư ba cái bộ phận đó thì nó sẽ không có nạp vô được cho bình ắc quy đủ điện nha anh em. Rồi chúc anh em một mùa Covid là chống dịch, rồi mong là Việt Nam mình sẽ vượt qua cái dịch Covid này tốt ha, thì rất mong là dịch sẽ hết để anh em trở lại công việc. Thì cái chuyện này là xa lắc xa lơ chứ không phải giờ mình mới mới nói đâu. Thì thì anh em coi cái bình luận này nha, rồi là anh em sẽ biết là cái anh này là anh nói thôi, còn cái này là những cái mà lời mà là quan nghênh ảnh đã tìm ra cái banh bệnh và chia sẻ lại cho anh em. Thì anh em coi nha. Đối với xe này thì mình cũng đã từng gặp
những chiếc xe, là mình cũng đã lên một cái bài viết mà mình nói là vệ sinh là xe tay ga bảo dưỡng thì hả, những cái một cái đôi điều mà anh em chưa biết, những anh em chạy xe tay ga chưa biết, thì qua cái anh này ảnh làm ra chiếc gan đì này thì do cái hoa lăng ảnh bám bụi nhiều quá là nó làm nó sấy trộn á, nó không có thông cái từ trường của 500 với lại cọng lửa thì nó không có phát điện lên đủ, thì nó lấy gì mà nó sạc đủ cho ắc quy, khi mà nói chung là nó bị nhiễm từ trường do mấy cái bụi đó, nó từ trường nó không có hoạt động mà hết cái công suất của nó được, giữa 500 với cọng lửa nó bị bụi bám nhiều quá đó. Thì cái ban này nó là mình cũng đã gặp ở những chiếc xe đời từ anh em. Rồi anh em nào mà đang xem ở trên cái Android điện thoại thì anh em nhớ là đăng ký giùm mình nha, đăng ký kênh cho mình. Thì đây là cái kênh chưa đăng ký nè, anh em nhấn tay vô cái chỗ đăng ký nè anh em, rồi nhấn vô đăng ký là đã đăng ký nè. Rồi anh em bấm vô cái chuông nha để nhận nhận cái thông báo từ sửa xe ông Hoàng nè. Rồi đó, nhận thông báo rồi nè, là cái chuông nó nổi lên là thì nó sẽ hiện tất cả các video mà mình đăng lên á, tải lên, thì anh em nhấn cái chuông đó, nhấn đăng ký là anh em đã đăng ký kênh của mình nha. Rồi đã đăng ký nè anh em, rồi dành riêng cho bạn nè. Rồi đó, rồi thì đây là anh em, là khi mình đăng clip lên đó thì nó sẽ hiển thị ở, nó sẽ thông báo cho anh em nha. Đó thì anh em có thể vô đây để video mình đăng lên thì còn rất là nhiều nha. Nè, đây là những video của mình kéo xuống nè, rồi đã đăng ký ha. Đó, anh em nhớ đăng ký kênh cho mình nha, ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký. Đây nè, khi mà anh em đăng ký á, thì cái kênh của mình á, thì nó sẽ hiện lên nè, thông báo nè, sửa xe ông Hoàng Covid-19 vậy nè, sửa xe ông Hoàng lên con tay rồi đó anh em ha. Rồi anh em nhớ đăng ký cho mình nha. Đó, thì hiện nay thì là sửa xe Hồng Hoàng mình là bữa giờ cái mùa Covid thì mình đã tải lên rất là nhiều video nè, video này chưa công khai nè, mà quận 7 chung tay chống dịch nè anh em. Rồi mình sẽ phục vụ cho anh em nha, xem thêm nè, lên con tay trái bố nồi nè. Đó, còn rất là nhiều video đang chờ anh em nha, là chưa công khai nè, động cơ bọ ngựa nè, rồi lên bơm vớt cho rim Việt nè, bơm vớt Charlie gắn bơm vớt rim nè, còn rất là nhiều nha, còn nhiều clip mình chưa lên lắm, anh em nhớ đăng ký kênh để coi nha. Đây nè, còn rất là nhiều ha. Đó, rồi anh em nào chưa biết đăng ký thì coi để đăng ký cho mình nha. Rồi hẻm mình là chiêu qua lại ăn tiếp nha. Bự á Kiên. Cái này của con trâu á, nó xin ra. Nạn của nó. Nạn đâu hả? Ai của nó. Bây giờ chúc em có bờ ghi đang đang qua đi cho mọi nhà không biết đâu mà cũng nhỏ không vậy nhỏ chứ nhà em nhiều lắm khỏi cho em đâu có nhiêu người đây còn mấy ba rồi lấy trời. Rồi thì công việc gián đoạn nha, tại vì ở trong hẻm 128 người ta mới cho là mạnh thường quân cho khoảng là bốn cái bao, khoảng bốn bốn năm bao gì mà khoai lang tím á, cho nên là mình ra mình phụ mình trút ra, với lại cũng lấy một bịch hai bịch để về để ăn. Nói chung là bây giờ là có cho gì ăn nấy đi, không chê gì hết. Nha, thì đổ ở trước nhà anh Phạm Lưng á, nãy giờ lựa thì mình cũng trút bao ra phụ, thì mình phụ chứ ở nhà làm cái gì. Bây giờ mình tiếp công chuyện nha, thì mình cũng đã từng bị cái chiếc đề từ, thì cái chiếc này á, là nó không phải nó bị bụi bám không nha anh em, nó bị là bữa là làm như mình chiếc Alac, thì anh này nói sao đời không được,
thì đề không được thì giờ đề từ thì nó phụ thuộc vô IC rồi những mạch điện rồi thôi, nhưng mà mình tháo cái bâm lửa ra thì mình thấy xì nhớt rồi hả, nó bám với quạt bụi giống chiếc Gandhi này nè. Nếu mà nó không có xì nhớt nha, nó xì nhớt là nó sẽ bám, nó sẽ trộn lẫn với lại cái bụi đất nữa, nó là nó sẽ mau có cháy cái mâm lửa lắm, hay là nó làm cho đề. Thì anh em biết xe đề từ á thì nó còn phụ thuộc vô cái hoa lăng, tại vì cái hoa lăng mâm lửa nó là cái đề luôn, cho nên là không đề được rồi sạc không vô luôn, là bắt y đúng bệnh. Bây giờ anh em làm tay ga lâu lâu anh em phải, ví dụ như xe đề đề từ hay là xe mà giải nhiệt bằng gió như Gandhi á, thì anh em nên cho người ta tháo hoa lăng hay cánh quạt, hoặc là bèo lắm cũng phải xịt vô cái chỗ mà cái áo gió bên cánh quạt gió mà rút gió vô đó anh em nhớ nha, rất là quan trọng đó. Thì sau khi mình tháo ra đó thì mình thay phốt, mình vệ sinh rồi vô thì nó đề lại được, do nó bám quá nhiều dơ, nó bám nhiều dơ nó bị cháy nám cái cuộn đó, là cái cuộn đó cũng mắc lắm, là nó sẽ ảnh hưởng những bộ phận khác, bộ phận sạc rồi anh em tưởng đâu là hư bình rồi anh em thay bình rồi, nói chung là nó kéo một cái mà mình làm sai nó sẽ kéo thêm nhiều cái là để sai lắm anh em. Ha, anh em có coi phim trinh sát Hồng Kông không? Ví dụ cái thằng này mà nó xài phạm sai lầm, nó giết một người xong cái bắt đầu giết 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 tiếp để nó bịt đầu mối, thì rốt cuộc là nó càng phạm sai lầm. Thì cái này cũng vậy, cái bệnh xe cũng như vậy. Thì khi mà mình đã đoán sai bệnh thì anh em tốn rất là nhiều tiền ha. Nếu mình đoán đúng bệnh thì mình chỉ trị một cái là hết liền. Thì qua clip này là anh em nhớ nha, cái phần bên hoa lăng của thằng xe tay ga nó rất là quan trọng, rất là dễ vô bụi rồi đó, tại vì nó giải nhiệt bằng gió nó phải ra đó. Thì mình không phải mình nói cho anh em là xe tay ga nó mới bị đâu, xe số nó cũng bị là ngập, nó cũng bị bụi vô rồi, nhưng mà nó ít hơn đó xe số mà những xe như quay rim đời đó. Đấy. Thì qua đây thì anh em cũng rút kinh nghiệm nha. Thì mình kết thúc video tại đây, là mong là cái clip này cũng là một cái chia sẻ cho anh em. Chào anh em nhé.